Trường Giang bị Đi Đường Quyền thâm tím mặt mày, bắt trend Make You Look nhưng với phiên bản thuần Việt, Nhã Phương vô cùng hào hứng trong khi Trường Giang 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều. Những ngày gần đây, khắp mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, một số người trẻ thực hiện trào lưu Make You Look với những video thu hút hàng trăm đến hàng triệu lượt xem. Trào lưu Make You Look được lấy cảm hứng từ chính lời bài hát của nữ ca sĩ Meghan Trainor Make You Look với những makeup look, lối trang điểm, lấy cảm hứng từ các thương hiệu xa xỉ như Gucci, Louis Vuitton, Versace. Theo đó, những thương hiệu này đã được các bạn trẻ thực hiện hóa ngay trên chính khuôn mặt mình. Bất ngờ nhất là Nhã Phương cùng bắt trend top top này, thậm chí còn rủ ông xã quay chung, nhưng trang phục thì thuần Việt hơn rất nhiều. Ông Hoàng cải lương Vũ Linh gầy gò xanh xao sau bạo bệnh, tuổi 64 vẫn cô đơn. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 tại thành phố Hồ Chí Minh, xuất thân trong một gia đình nghèo, học hành dang dở nhưng ông sớm bén duyên với nghệ thuật. Trong sự nghiệp, Vũ Linh từng nhận được nhiều giải thưởng nghệ thuật giá trị. Năm 97, ông chính thức được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Vũ Linh còn được khán giả phong danh là ông Hoàng cải lương với những cống hiến hết mình cho bộ môn nghệ thuật đặc sắc của nước nhà. Dù nổi tiếng với nhiều vai diễn cùng các cô đào trên sân khấu, nhưng ngoài cuộc sống anh lại có đời sống tình cảm khá lận đận. Vũ Linh từng yêu và tính đến chuyện kết hôn với nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm, nhưng cuối cùng cả hai lại chia tay trong im lặng. Đến cuối cùng, nghệ sĩ Vũ Linh vẫn chọn cuộc sống độc thân. Từ năm 2019, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ngừng đi diễn do không có đủ sức khỏe. Ngoài bệnh đường ruột kéo dài lâu năm, ông còn mắc vấn đề cuộc sống, không thể đứng thường xuyên hay biểu diễn vũ đạo. Nam nghệ sĩ từng trải qua một cơn bạo bệnh nhưng may mắn qua khỏi. Hiện tại sức khỏe của Vũ Linh vẫn kém, không còn đủ để đi diễn. Ở tuổi 64, ông Hoàng cải lương sống kín tiếng và chọn cách lui về hậu trường hỗ trợ cho thế hệ trẻ. Ông được rất nhiều nghệ sĩ biết ơn và quý trọng vì sự tận tâm làm nghề. Ông sống bình dị trong một ngôi nhà tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh mới nhất của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tại đám giỗ mẹ bình tĩnh, ông xuất hiện với gương mặt hốc hác gầy gò khiến khán giả xót xa. Trước đó, trên mạng xã hội TikTok đã chia sẻ đoạn clip về nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hội ngộ cùng với cô đào từng đóng cặp và cũng là người em thân thiết của mình, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Trong lần xuất hiện này, ông Hoàng cải lương khiến ai nấy phát hoảng vì ngoại hình hiện tại, ông già hơn trước rất nhiều, khuôn mặt hốc hác, tay chân gầy ốm. Dù thế, tinh thần của ông vẫn còn minh mẫn. Nam nghệ sĩ vui vẻ tươi cười chào những người thân quen. Nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ liên tục vuốt má người anh đáng kính và dặn dò phải ăn uống giữ gìn sức khỏe. Sống cuộc đời nhiều biến động, Vũ Linh từng tâm niệm, trải qua bao nhiêu thăng trầm, có lúc tên tuổi bị lu mờ do nhiều hoàn cảnh, tôi nghiệm ra rằng cuộc sống luôn ban cho mình nhiều cơ hội, con người cần làm việc có ích cho cộng đồng, đó là điều còn lại mãi với thời gian. Hiện tại bên cạnh sự thương yêu của đồng nghiệp, khán giả, ông cũng được sự chăm sóc chu đáo từ người thân. Nhiều khán giả không ngừng gửi lời động viên, chúc cho nam nghệ sĩ vượt qua bệnh tật, có sức khỏe tốt để có thể tiếp tục cống hiến giọng ca của mình đến với mọi người, bởi hình ảnh ông Hoàng cải lương Vũ Linh không ai có thể thay thế được.